Thưa quý vị, với chủ đề Thế giới không khoảng cách, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, tập đoàn Sun Group đồng hành và tài trợ, diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7, với 8 đội tham gia tranh tài, đã diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và sự khởi sắc cho ngành du lịch thành phố nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung. DIFF 2023 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội Pháp, đội tân binh của DIFF. Họ đã thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng bằng câu chuyện của tình yêu lãng mạn với màn trình diễn đỉnh cao, chinh phục những khán giả khó tính nhất. Việc chúng tôi lọt vào vòng chung kết đã là một bất ngờ lớn cho đội, và cho đến thời điểm hiện tại thì tôi không còn lời nào diễn tả sự vui mừng và bất ngờ khi chúng tôi đã là nhà vô địch. Có người nơi đây đã đón tiếp chúng tôi quá nhiệt tình và việc tổ chức thì rất chỉnh chu. Chúng tôi muốn cảm ơn ban tổ chức. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại vào năm sau. Theo thống kê của ban tổ chức, hơn 30.000 vé đã được bán hết trong 5 đêm diễn ra DIFF. Trong giai đoạn tháng 6 diễn ra lễ hội, tổng lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 706.000 lượt, tăng 34,1% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Công suất buồng phòng giai đoạn này thường xuyên đạt mức 70%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.874 tỷ đồng. Số lượng chuyến bay đến Đà Nẵng có giai đoạn lên đến 150 chuyến một ngày. Riêng đêm chung kết ngày 8 tháng 7 vừa qua, lượng khách lưu trú tại thành phố ước đạt khoảng hơn 63.000 người, trong đó khách nội địa ước khoảng 44.200, khách quốc tế ước khoảng 19.000, công suất buồng phòng chung toàn thành phố ước khoảng 75%. Đây là những con số tăng trưởng ấn tượng cho thấy sức hút của DIFF 2023. This is our first visit to Vietnam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tôi đến Việt Nam. Khi chúng tôi đang đặt phòng thì biết được thông tin về lễ hội pháo hoa quốc tế. Đó là một khái niệm độc đáo, tôi rất vui mừng, hào hứng. Vì vậy tôi quyết định đến thành phố Đà Nẵng để tham gia sự kiện. Tôi không thể tưởng tượng khi được xem trực tiếp pháo hoa lại đẹp đến như vậy. Nó giống như một câu chuyện cổ tích. Tôi nghĩ rằng tôi đang ở trong thế giới thần tiên tốt hơn so với thế giới Disney. Tôi sẽ ghi nhớ điều này suốt đời, mang pháo hoa thật sự ngoạn mục hùng vĩ. Ôi tuyệt vời, cực kỳ là sôi động. Chưa bao giờ mình thấy đông như thế này, vui như thế này, nhộn nhịp như thế này. Công tác tổ chức mình thấy là rất là bài bản, rất là khoa học. Và mình hoàn toàn yên tâm, không có lo sợ gì hết. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá, văn hóa văn minh đô thị đều được đảm bảo. Qua đó đã góp phần rất lớn vào thành công chung của lễ hội, để lại ấn tượng trong lòng du khách. Tôi đánh giá là không chỉ đạt mà nó đã vượt những cái kỳ vọng của ban tổ chức đề ra. Cụ thể là ngay từ đêm khai mạc thì hơn 80% số lượng vé của các đêm diễn ra thi thì chúng tôi đã bán hết sạch. Và lượng khán giả cũng như sự quan tâm của người dân cũng như du khách thực sự là háo hức chờ đợi đối với DIFF 2023 sau 3 năm gián đoạn bởi vì dịch bệnh. Và chúng ta chứng kiến Đà Nẵng của chúng ta trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn trong hơn một tháng qua khi mà diễn ra cái lễ hội DIFF. Tôi cho rằng đấy là cái sự thành công của ban tổ chức đối với DIFF năm nay. Thông qua lễ hội, thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ thông điệp về sự kết nối, xóa nhòa khoảng cách không gian địa lý để các quốc gia, các dân tộc xích lại gần nhau bằng khát vọng hòa bình, tình yêu và hy vọng về những điều tốt đẹp. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã khép lại, nhưng ước mơ và khát vọng của thành phố Đà Nẵng sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để mỗi người dân đều được hưởng hạnh phúc, thành phố phát triển thịnh vượng, an toàn và có một môi trường sống hòa hợp, bền vững với thiên nhiên. Và trong hành trình đó, chúng tôi đã, đang và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Trung ương, các địa phương bạn, sự đồng hành của các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và những người yêu mến thành phố này. Mặc dù sau 3 năm mới quay trở lại, nhưng phải nói rằng DIFF 2023 được tổ chức rất chuyên nghiệp, bài bản nhờ vào sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của các sở ban ngành, đơn vị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự chung tay của toàn thể nhân dân. Lễ hội thật sự là cú hích cho ngành du lịch, thúc đẩy phục hồi mạnh mẽ kinh tế xã hội thành phố, góp phần tiếp tục khẳng định thương hiệu Đà Nẵng, điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.